Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cách đăng ký gói cước 4G Viettel được 5G nha các bạn. Sau khi mình xài hết 5G thì mình được vẫn được truy cập internet nha các bạn. Với giá có 50.000 nha các bạn. Các bạn vào cái trình duyệt đó là con YouTube. Các bạn tìm cái từ khóa đó là UMAS 50N nha các bạn. Đây cái từ khóa này nha các bạn. Thì nó cho mình là cái dung lượng nó là 5G. Sau khi xài hết 5G thì mình vẫn truy cập được Facebook, Zalo và TikTok nha các bạn. Đây gói cước này mới ra là ngày 28 tháng 7 nha các bạn. Đó. Nó gồm có hai cái cú pháp đó là UMAS 50N và UMAS 4G nha các bạn. UMAS 4G. Giờ mình sẽ kiểm tra số điện thoại của mình có được đăng ký cái gói cước này không nha các bạn. Thì trong cái bài viết đó, có cái mục Viettel nè các bạn. Các bạn tại đây nè các bạn. Click vô đây. Đó, tại đây các bạn nhập số điện thoại của mình vô đây. Bạn mình kiểm tra coi gói cước mà coi có áp dụng cho số thuê bao của mình không nha các bạn. Rồi mình nhận một cái mã OTP nha các bạn. Các bạn nhập mã cái đó vô đây nha các bạn. Rồi mình sẽ lướt xuống mình kiểm tra những gói cước mình có thể đăng ký nha. Mình tìm cái gói cước UMAS 50N nha các bạn. Đây là có nè các bạn. Đây cái gói cước UMAS 50.000 nè các bạn. Đó, đây mình lướt vô coi thử. 5G tốc độ cao nè. Hết lưu lượng vẫn tiếp tục đi cập được Facebook nha các bạn. YouTube nè. Gia hạn tự động gia hạn sau 30 ngày nha. Đó, bấm vô đăng ký là nó tự nó gửi ra cái tin nhắn lên để đăng ký luôn nha các bạn. Đó, cái cước này nó cho có 50.000 nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ like, đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Chào tạm biệt các bạn.